chân trước viện lên vai chủ, để chủ vuốt ve. Tôi chú ý đến anh ta và con chó của anh một chút mà làm anh ta hoan hỉ, con chó được nâng niu mà tôi cũng được vui lòng nữa. Bạn có thể tưởng tượng một người đi bắt tay những anh phu vác, tỏ lòng thương hại những người làm trong bếp nóng như thiêu và khen chó của người. Bạn có thể tưởng tượng được người như vậy mà chán trường hoặc ưu tư và bị bệnh thần kinh được không? Tất nhiên là không. Một tục ngữ Trung Hoa nói, người nào cầm bông hồng mà biếu bạn, luôn luôn tay người đó phản phất hương thơm. Điều ấy, Billy Felper ở Ian đã biết rõ và ông đã sống đúng theo đó. Ta khỏi phải chỉ cho ông nữa. Nếu bạn là đàn ông, bạn không cần phải đọc đoạn dưới này, không có lợi gì cho bạn lắm, vì đó là chuyện một cô con gái khổ sở mà được nhiều người hỏi làm vợ. Cô ấy bây giờ là một bà già đã có cháu nội rồi. Mấy năm trước có lần tôi lại nghỉ một đêm tại nhà hai vợ chồng bà. Tôi diễn thuyết ở tỉnh bà và sáng hôm say, bà đánh xe đưa tiễn tôi tới một ga xe lửa cách đó 80 cây số để về nữ ước. Chúng tôi bàn về cách đắc nhân tâm. Bà nói, ông Carnegie, tôi thuật cho ông nghe một chuyện mà từ trước tới nay tôi chưa nói, cả với nhà tôi nữa. Gia đình tôi là một vọng tộc ở Philadelphia. Bi kịch hồi tuổi thơ và tuổi xanh của tôi là cảnh nghèo. Tôi không được sang trọng như chị em cùng dòng thế Việt như tôi quần áo tôi thì bằng vải thô vừa chật vừa không hợp với hình vóc cố nhiên lại không đúng thời trang nữa tôi lấy làm nhục nhã xấu hổ tới nỗi nhiều đêm nằm thổn thức về sau thất vọng quá nên trong những bữa tiệc tôi luôn luôn cố tình xin người bên cạnh kể cho nghe những kinh nghiệm lý tưởng và dự định về tương lai của họ không phải tôi thích nghe họ đâu tôi cốt hỏi như vậy để họ khỏi ngó vào bộ áo tồi của tôi mà thôi nhưng một điều lạ lùng xảy ra nghe lời đáp của những chàng trai trẻ tôi hiểu nhiều và vì chú ý tới câu chuyện có khi tôi quên hẳn bộ cánh của tôi đi nhưng điều đó chưa bằng điều này vì chăm chú nghe và khuyến khích họ nói về họ nên đã vô tình làm cho họ vui lòng thế rồi dần dần tôi được người ta để ý tới tôi nhất trong bọn chị em cùng giới sau đó có ba chàng trong bọn hỏi cưới tôi quý cô nghe chưa đó là cách kiếm chồng đó vài bạn đọc chương này chắc biểu môi nói không có gì vô lý bằng cả đoạn khuyên nên chú ý tới người khác ấy. Hoàn toàn là thuyết pháp. Ta chẳng dạy gì mà nghe. Ta muốn thu cho đầy túi, vơ được cái gì thì vơ, vơ ngay bây giờ. Còn những kẻ khác. Mặc xác họ. Nếu đó là ý kiến của bạn thì bạn có quyền giữ nó. Nhưng nếu bạn có lý thì hết thảy những triết gia và giáo dục gia từ hồi nhân loại có sử tới giờ, Giêsu, Khổng Tử, Thích Ca, La Tân, Aristo, Thánh François, hẳn lầm lẫn cả rồi. Tuy nhiên, bạn có thể kinh lời giáo huấn của các bậc giáo chủ. Vậy để tôi xin kể lời khuyên của hai người theo thuyết vô thần. Người thứ nhất là ông A. E. Hauman, giáo sư ở Đại học đường Cambridge, một trong những nhà sư phạm nổi danh nhất thời ông. Năm 1936, diễn thuyết ở trường đại học đó về danh và chất của thơ, ông nói rằng câu sau này của Giêsu chứa một thực sự lớn nhất và một phát minh sâu xa nhất về tinh thần từ trước tới nay. Kẻ nào tìm sự sống trong đời mình thì sẽ mất nó. Kẻ nào bỏ đời sống của mình mà theo ta thì sẽ kiếm thấy sự sống đời đời. Bạn đã nghe những người thuyết giáo nhắc hoài câu ấy. Nhưng chính giáo sư hao mần là một người theo thuyết vô thần, một người chán đời đã có lần muốn tự tử mà cũng phải nhận rằng kẻ nào chỉ nghĩ tới mình thôi thì đời chẳng những không sung sướng không thành công được mà kẻ đó sẽ khổ sở. Còn kẻ nào quên mình để giúp đỡ người khác sẽ tìm thấy hạnh phúc. Nếu lời A E, hao mần không làm cho bạn cảm động thì tôi xin kể lời của một người Mỹ nổi danh nhất ở thế kỷ này, trong số những người theo thuyết vô thần, theo Dorracer. Ông chế nhạo tất cả các tôn giáo, cho rằng thánh kinh chứa toàn những chuyện hoang đường và đời người là một chuyện do một thằng khùng kể, đầy những lời rỗng tuếch, vô nghĩa và những hành động hung hăng của những kẻ hóa dạy. Vậy mà Racer bên vực một nguyên tắc căn bản của Giê-xu là giúp đỡ kẻ khác. Ông nói, nếu ta muốn kiếm một chút vui trên cõi trần, ta phải thực hành những nghĩa cử tốt đẹp, không những để lợi cho mình mà cần nhất lợi cho kẻ khác nữa, vì cái vui của mình tùy thuộc vui của kẻ khác, cũng như vui của kẻ khác tùy thuộc vui của mình. Nếu chúng ta muốn làm những nghĩa cử tốt đẹp cho kẻ khác như Racer đã khuyên thì chúng ta hãy làm mau đi. Không có thì giờ để phí con đường đời chỉ qua một lần thôi. Cho nên có thể làm được việc thiện nào, có dịp tỏ được lòng vị tha thì phải làm ngay. Đừng trì hoãn, đừng sao nhãn, vì chúng ta sẽ không bao giờ trở lại con đường chúng ta đã trải qua. Vậy muốn diệt ưu tư và tìm hạnh phúc, bình tĩnh cho tâm hồn ta hãy theo quy tắc thứ bảy này. Chú ý tới người khác để quên ta. Mỗi ngày làm một việc thiện để làm nở một nụ cười trên môi người quanh ta. Tóm tắt phần thứ trung ương. 7 cách tu dưỡng tâm trạng để được bình tĩnh và hoan hỷ. Quy tắc thứ nhất, chỉ nên có những tư tưởng bình tĩnh, dũng cảm và lạc quan vì tư tưởng của ta sao thì đời sống của ta như vậy. Quy tắc thứ nhì, đừng bao giờ trả đũa kẻ thù hết, vì như vậy hại cho ta hơn cho họ. Chúng ta nên hành động như đại tướng Asian đừng phí một phút để nghĩ tới những người mà chúng ta ghét. Quy tắc thứ ba, a, à, đừng bao giờ buồn phiền về lòng bạc bẽo của con người ta nên nhớ rằng Đức Chúa Giêsu chữa lành 10 người hủi trong một ngày mà chỉ độc nhất một người cảm ơn ngài thôi. Vậy tại sao ta lại mong loài người nhớ ơn ta nhiều hơn họ nhớ ơn Chúa? B, ta đừng mong ơn. Nhưng ta cứ cho đi, để được cái vui là đã làm việc thiện. C, lòng nhớ ơn là một đức phải được bồi dưỡng, vậy ta phải luyện tập cho con cái ta cái đức đó thì chúng mới có được. Quy tắc thứ tư, đếm phước của bạn, đừng đếm họa. Quy tắc thứ năm, đừng bắt chước ai cả, tự tìm hiểu và sống theo ý ta, vì ganh tị là ngu dại mà bắt chước là tự tử. Quy tắc thứ sáu, khi định mệnh chỉ cho ta một trái chanh thì ráng làm ly nước chanh mà uống. Quy tắc thứ bảy, ráng tạo một chút hạnh phúc cho người để quên nỗi khổ của ta đi. Ta thương người tức là rất thương ta.